Kênh tin nóng đất Việt rất vui được gặp lại quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được cập nhật trên kênh. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị trong thời gian tới. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Tin tức COVID sáng 18 tháng 3, cả nước tiếp tục ghi nhận 178.112 ca COVID-19 mới tại 63 tỉnh thành. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 178.109 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.443 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành. Cụ thể, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước với 25.311 F0, tiếp đó là Nghệ An có 10.511 ca, Lào Cai có 9.574 ca, Phú Thọ 7.863, Bắc Ninh 5.020, Lạng Sơn 4.869, Hải Dương 4.856, Thái Nguyên 4.835, Đắk Lắk 4.592, Tuyên Quang 4.389, Bình Dương 4.264, Hưng Yên 3.971, Vĩnh Phúc 3.870, Hòa Bình 3.844, Cà Mau 3.747, Sơn La 3.699, Gia Lai 3.620, Quảng Bình 3.565, Thái Bình 3.157, Bắc Giang 2.985, Yên Bái 2.977, Bình Định 2.955, Điện Biên 2.945, Quảng Ninh 2.885, Cao Bằng 2.880, Lâm Đồng 2.861, Hải Phòng 2.844, Bến Tre 2.734, Quảng Trị 2.417, Thành phố Hồ Chí Minh 2.369, Lai Châu 2.279, Nam Định 2.265, Ninh Bình 2.260, Hà Nam 2.160, Bình Phước 1.987, Tây Ninh 1.986, Vĩnh Long 1.952, Hà Giang 1.920, Bắc Cạn 1.639, Khánh Hòa 1.382, Bà Rịa Vũng Tàu 1.270, Phú Yên 1.196, Đà Nẵng 1.086, Đắk Nông 995, Thanh Hóa 933, Hà Tĩnh 927, Trà Vinh 873, Quảng Ngãi 820, Kon Tum 793, Bình Thuận 783, Thừa Thiên Huế 505, Quảng Nam 358, Bạc Liêu 287, Đồng Nai 250, Long An 174, Cần Thơ 133, An Giang 130, Kiên Giang 90, Đồng Tháp 75, Sóc Trăng 57, Hậu Giang 53, Ninh Thuận 40 và Tiền Giang 38. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 171.446 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 7.174.423 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, trong ngày có 135.683 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.685.988 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.435 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ có 3.503 ca, thở oxy dòng cao có 486 ca, thở máy không xâm lấn có 115 ca, thở máy xâm lấn có 325 ca, bệnh nhân nặng đang điều trị ECMO có 6 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 76 ca tử vong. Cụ thể, tại Hà Nội có 7 ca, Đồng Nai 6, Nam Định 5, Gia Lai 4, Hải Dương 4, Kiên Giang 4, Phú Thọ 4, Quảng Ninh 4, Bình Thuận 3, Hòa Bình 3 ca trong 2 ngày, Khánh Hòa 3, Lạng Sơn 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bạc Liêu 2, Quảng Bình 2, Thái Nguyên 2, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Trà Vinh 2, Bắc Giang 1, Bắc Cạn 1, Bình Dương 1, Cà Mau 1, Cần Thơ 1, Đà Nẵng 1, Hà Giang 1, Hà Nam 1, Lâm Đồng 1, Nghệ An 1, Ninh Bình 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Thái Bình 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 75 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.683 ca, chiếm tỷ lệ 0,6% so với tổng số ca nhiễm. Thưa quý vị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 được quản lý tại nhà trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã
về việc xây dựng khu lưu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt phát sinh thu gom từ các hộ gia đình có F0 được điều trị cách ly tại nhà, đảm bảo khả năng lưu chứa, lưu giữ chất thải lây nhiễm theo quy định. Đối với các trường hợp F0 được cách ly điều trị tại nhà, cần phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh theo hướng dẫn như sau. Với chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0, bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc F0 thải bỏ, được coi là chất thải lây nhiễm, phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lắp túi. Bên ngoài túi thùng đựng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, buộc kín miệng túi trước khi bàn giao. Với các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người F0 thì thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định. Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt được và thực hiện phân loại rác thải phát sinh từ phòng cách ly của F0 đang cách ly và điều trị tại nhà và nơi cư trú theo hướng dẫn. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, bàn giao chất thải được thu gom từ các hộ gia đình có F0 đang cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn. Nhiều hệ lụy khi F0 tự ý ra ngoài. Thưa quý vị, theo quy định, F0 hạn chế ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhiều F0 vẫn đi khám bệnh, đi chợ. Phó giáo sư Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho rằng, F0 có mặt ở các đám đông thì có thể tạo ra những chủng ca nhiễm. Khi số ca nhiễm tăng lên nhiều mà còn nhiều người thuộc nhóm nguy cơ cao, chưa được bảo vệ, chưa tiêm vaccine đủ thì có thể gây quá tải hệ thống ngành y tế. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 vẫn có hiệu lực, trong đó nghiêm cấm hành vi cố ý làm lây lan dịch bệnh. Đã có nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính hay hưởng án treo, nhận án tù vì cố tình làm lây lan dịch bệnh hay tung tin thất thiệt, không đúng về dịch bệnh trên mạng xã hội, làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh hiện nay, dù nước ta đã xác định sống chung với dịch COVID-19 nhưng vẫn xem đây là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đặc biệt nguy hiểm. Những ngày qua, số ca tử vong trên cả nước vẫn ghi nhận trên dưới 100 ca trên ngày, còn ca bệnh nặng hiện đang điều trị trên 4.000 ca. Các bác sĩ và đại diện ngành y tế tại thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người mắc COVID-19 trong thời gian cách ly tại nhà cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng tránh lây nhiễm, tuyệt đối không đi ra khỏi nhà theo quy định mới nhất của Bộ Y tế. Liên quan về việc xử phạt người F0 nếu không tuân thủ luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện luật này vẫn hiện hành và phát huy tác dụng dù tình hình dịch COVID-19 đã thay đổi nhiều so với cách đây khoảng một năm. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, tỷ lệ lây nhiễm bệnh COVID-19 hiện nay cho cộng đồng đang tăng cao. Nếu F0 nguồn lây bệnh đi ra khỏi nhà, đến nơi đông người như đi siêu thị, trường học, cuộc họp thì rất nguy hiểm, làm tăng sự lây nhiễm. Nếu có nhiều người thuộc nhóm nguy cơ bị nhiễm bệnh sẽ dẫn đến quá tải hệ thống y tế, làm tăng thêm ca tử vong. Người dân biết rõ bản thân nhiễm COVID-19 thì phải ý thức mình có nguy cơ lây nhiễm cao cho người khác, cần phải tuân thủ cách ly, tuyệt đối không ra cộng đồng, bác sĩ Dũng nhấn mạnh. Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay, hiện thành phố vẫn còn một số lượng không nhỏ người chưa được tiêm vaccine như trẻ từ 5 đến 11 tuổi, dự kiến chuẩn bị tiêm, và trẻ từ 0 đến 5 tuổi chưa có kế hoạch tiêm. Do vậy, nhiệm vụ của người lớn là thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế để tránh lây nhiễm trong cộng đồng và bảo vệ trẻ và người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thuế khủng sẽ giáng xuống đầu cơ, lướt sóng, nhưng hạ giá thì chưa chắc. Thưa quý vị, việc sẽ đánh thuế cao hơn như quan điểm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà có thể hạn chế được đầu cơ, găm đất, lướt sóng, nhưng bảo đánh thuế cao sẽ khiến giá đất đang cao có thể thấp xuống thì e là chưa chắc. Tại phiên chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề đầu cơ đất đai, trốn thuế giao dịch đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói đến giải pháp thuế. Theo đó, sẽ đánh thuế cao hơn với các trường hợp đầu cơ, găm đất, bởi các trường hợp này không làm phát sinh giá trị kinh tế xã hội. Đánh thuế cao cũng khiến người đang ôm đất phải từ bỏ, giá đất đang cao có thể thấp xuống. Dẫn chứng mà Bộ trưởng đưa ra là việc đánh thuế cao với người sở hữu nhiều bất động sản tại Mỹ, khiến người dân rất sợ khi có nhà mà không ở, không cho thuê. Và theo Bộ trưởng, kể cả nhà ở, đất ở, dự án không đầu tư hay đất nông nghiệp không sử dụng phải đánh thuế. Người có 5-6 nhà nhưng nhà nào không ở, không sinh lời cho xã hội thông qua cho thuê, kinh doanh thương mại thì phải đánh thuế. Đúng là đang tồn tại tình trạng bỏ hoang đất đai từ các dự án, ruộng đồng, những tòa chung cư, thậm chí cả những khu biệt thự ma. Nó lãng phí đến phản cảm khi công nhân, người thu nhập thấp đang thiếu nhà ở trầm trọng. Nhưng giải pháp thuế cũng cần xem xét,
tính toán tác động một cách cẩn trọng chứ không thể nói khơi khơi thế được. Bởi nói đánh thuế mà khiến giá nhà đất đang cao có thể thấp xuống, e là không có lý cho lắm. Trên báo chí, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp Đại học Bristol Anh Quốc từng dẫn thực tế, thuế từ Anh, Mỹ, Trung Quốc để khẳng định rằng, việc thuế tài sản không đồng nghĩa với việc chặn được tình trạng đầu cơ, trong khi lại làm giá nhà tăng phí mã. Bởi dù đánh thuế cao, người dân vẫn mua nhà để đầu tư bởi họ hoàn toàn có thể giữ dài hạn, trong khi tiền thuế tăng thêm sẽ cộng vào giá bán cuối cùng. Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn nêu hai dẫn chứng. Gần đây nhất, Vancouver, Canada áp thuế chống đầu cơ bất động sản trong 3 năm với thuế suất rất cao. Đến năm 2021, họ xét lại thì giá nhà bình quân đã tăng hơn 22%, tức mức tăng nhanh nhất của một thập kỷ. Trong khi đó, việc áp dụng thuế bất động sản tại thành phố Trùng Khánh và Thượng Hải không có tác dụng chặn được đầu cơ, mà thực tế còn xuất hiện đầu cơ nhiều hơn. Thuế chưa bao giờ là chuyện đùa, cũng không thể nói khơi khơi như vậy được. Lại càng không có chuyện đánh thuế mà khiến giá nhà đất đang cao có thể thấp xuống. Tăng giờ làm thêm, có nên cào bằng? Thưa quý vị, theo các chuyên gia, dịch COVID-19 khiến thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng trầm trọng. Bởi vậy, bản thân người lao động cũng có mong muốn làm thêm giờ, nhưng việc tăng giờ làm thêm cần cân nhắc kỹ. Nới giới hạn ngành nghề. Mới đây, Chính phủ vừa có dự thảo nghị quyết về thời giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động, đề xuất tăng số giờ làm thêm của người lao động từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ mỗi tháng, tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trên năm cho mọi ngành nghề. Nói về đề xuất tăng giờ làm thêm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, trong năm 2021 đã có hàng triệu lao động mất việc làm. Cụ thể, trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người, khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người. Trong khi đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng đang gặp khó khăn về lực lượng lao động, mong muốn được thỏa thuận làm thêm giờ để phục hồi sản xuất, làm bù cho khoảng thời gian phải ngừng việc. Cũng theo ông Dung, quy định về giới hạn làm thêm trong tháng, trong năm, tại Điều 107 của Bộ Luật Lao động cần có sự điều chỉnh ngắn hạn để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tạo điều kiện để người lao động có việc. Trước đề xuất về nới trần thời gian làm thêm, trao đổi với báo chí, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm việc là vấn đề rất quan trọng, là một trong bốn nội dung khi hoàn thiện Bộ Luật Lao động năm 2019 đã được các cấp, ngành quan tâm và lấy ý kiến. Qua khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy, thực tế bản thân người lao động cũng có mong muốn làm thêm giờ, nhưng việc tăng giờ làm cần cân nhắc kỹ. Tôi ủng hộ việc tăng từ mức 40 giờ trên tháng, nhưng mức tăng tương đương cần vừa phải, ví dụ từ 40 giờ có thể lên thành 60 giờ sẽ phù hợp hơn. Bên cạnh đó, cũng cần loại trừ một số đối tượng để bảo vệ họ. Ông Quảng nêu quan điểm. Cũng theo ông Quảng, hiện nay, hầu hết các ngành nghề sản xuất có gia công như hàng dệt may, da dày, xuất khẩu cần thiết đã cho giới hạn giờ làm thêm đến 300 giờ trên năm. Do đó, đề xuất mở rộng cho mọi ngành nghề là không nên, mà chỉ nên duy trì ở một số nhóm ngành đặc thù. Cần đảm bảo sức khỏe người lao động. Ngày 15 tháng 3, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã có kiến nghị liên quan tới việc điều chỉnh giờ làm thêm nhằm đảm bảo phục hồi sản xuất. Theo đó, Hiệp hội này đề xuất tăng trần thời gian làm thêm trong năm tới 400 giờ thay vì 300 giờ như trước đây và không phụ thuộc vào các ngành sản xuất, bỏ quy định trần làm thêm trong tháng, quy định hiện tại là 40 giờ, nhằm đáp ứng đơn hàng và đối ứng với tình trạng thiếu hụt lao động. Theo Hiệp hội, việc tăng thêm ít nhất 100 giờ so với luật hiện hành cũng chỉ tương đương với 0,5 tháng làm việc, vẫn chưa thể bù đắp được so với quãng thời gian doanh nghiệp và người lao động phải ngừng việc do COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất này chỉ nên áp dụng theo nghị quyết 30 của Chính phủ, nghĩa là việc làm thêm chỉ mang tính chất tạm thời, không nên thành tiền lệ. Đặc biệt, người sử dụng lao động cần quan tâm đảm bảo các điều kiện lao động, chăm lo cho người lao động để tránh các tác động gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người lao động. Thực tế trải qua thời gian dài khó khăn vì dịch bệnh, hầu hết người lao động đều mong làm thêm để cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, việc tăng thời gian làm thêm lên 72 giờ trên tháng, đồng nghĩa với bình quân mỗi ngày, người lao động phải làm thêm gần 3 tiếng. Mức thời gian này là quá sức với nhiều người lao động, đặc biệt với lao động trong các lĩnh vực sản xuất, nặng nhọc và độc hại. Theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm thêm giờ là vấn đề thực tế đời sống, rất cần thiết cho cả doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, về bản chất, làm thêm giờ vẫn là kéo dài thời gian lao động, đồng nghĩa với việc tăng cường độ lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu cho phép kéo dài thời gian làm thêm quá mức. Ông Lợi cho rằng, việc nới trần làm thêm giờ cần thực hiện trên cơ sở bảo đảm sức khỏe cho người lao động và bù đắp bằng thu nhập hợp lý. Đặc biệt,
Việc tăng giờ làm thêm chỉ nên áp dụng trong các ngành nghề, lĩnh vực có yêu cầu cấp thiết và trong thời gian nhất định. Công nghệ số giúp cảnh báo sớm F0 thuộc nhóm nguy cơ cao trở nặng. Thưa quý vị, qua nền tảng ứng dụng công nghệ số, các bác sĩ sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo về bệnh nhân F0 thuộc nhóm nguy cơ của dịch COVID-19. Từ thông tin trên, các phương án chủ động bảo vệ nhóm nguy cơ sẽ được triển khai. Ngày hôm nay, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa bổ sung thêm tiện ích trong hoạt động chuyển đổi số quản lý F0 tại nhà. Theo đó, khi người F0 thuộc nhóm nguy cơ cao vừa khai báo F0 tại địa chỉ https://khaibaof0.thanphohochiminh.gov.vn bằng công cụ sàng lọc, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến bác sĩ của trạm y tế về những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ. Sau khi nhận tin nhắn cảnh báo, trạm y tế trên địa bàn có người bệnh sẽ tiến hành thăm hỏi sức khỏe từ xa và xem xét chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir. Tin nhắn cảnh báo người F0 thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ giúp nhân viên y tế giảm thiểu sai sót, theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao. Người bệnh sẽ được tư vấn kịp thời và cung cấp thuốc điều trị, nhập viện ngay khi có chỉ định. Bên cạnh giải pháp trên, những phương án tầm soát để nhận biết người thuộc nhóm nguy cơ, gia đình tự khai báo F0 bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không tiếp xúc với F0, các địa phương cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ chủ động phát hiện F0 và điều trị bằng Monopiravir, tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho F0 qua tổng đài 1022 đang tiếp tục được thành phố triển khai trên diện rộng. Những tuần qua, ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Số người F0 cách ly điều trị tại nhà ngày càng tăng cao đã gây quá tải trong việc xác nhận F0 và cấp giấy hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, dẫn tới sự phiền hà cho chính người dân và cả nhân viên y tế. Việc ứng dụng công nghệ số và quản lý F0, bảo vệ F0 thuộc nhóm nguy cơ và xác nhận F0 đã hoàn thành cách ly được kỳ vọng sẽ mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cao trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Trung Quốc phong tỏa 37 triệu dân để đối phó làn sóng COVID-19 mạnh nhất. Thưa quý vị, hàng chục triệu người dân ở Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa do đợt bùng phát COVID-19 mạnh nhất kể từ đầu năm 2020. Số ca COVID-19 đang tăng nhanh ở Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do Omicron, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng trước đó. Từ vài chục ca mỗi ngày hồi tháng 2, hiện tại Trung Quốc ghi nhận hàng nghìn ca trong một ngày. Riêng hôm 15 tháng 3, Trung Quốc có thêm hơn 5.100 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hồi đầu năm 2020. Tính đến ngày 15 tháng 3, các ca nhiễm mới được ghi nhận ở 21 tỉnh thành của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến. Tỉnh Cát Lâm hiện là điểm nóng bùng phát. Trong ngày 15 tháng 3, riêng Cát Lâm chiếm hơn 4.000 ca trong tổng số hơn 5.100 ca toàn quốc. Giới chức y tế ở đây cảnh báo Cát Lâm vẫn chưa qua đỉnh dịch. Mặc dù con số này tương đối thấp so với nhiều nước khác trên thế giới, nhưng được coi là đáng báo động với Trung Quốc. Quốc gia vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược không COVID-19 bằng các biện pháp khắt khe. Điều này khiến khoảng 37 triệu người dân ở 5 thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa theo những cấp độ khác nhau. Người dân ở thành phố Trường Xuân, Cát Lâm, Thâm Quyến, Đông Hoản bị cấm rời khỏi địa phương trừ các lao động thiết yếu hoặc người làm trong lĩnh vực dịch vụ khẩn cấp. Mỗi gia đình chỉ được phép có một người ra ngoài để mua nhu yếu phẩm 2-3 ngày một lần. Ở thành phố Lang Phường của tỉnh Hà Bắc, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trừ lý do khẩn cấp. Một số thành phố đã tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cấm hội họp đông người trong không gian kín, đóng cửa trường học và tiến hành xét nghiệm toàn dân. Hôm 15 tháng 3, thành phố Cát Lâm đã triển khai đợt xét nghiệm diện rộng thứ 9. Người dân phải xếp hàng để làm xét nghiệm. Ông Zhu Junyao, chuyên gia dịch tễ tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nhận định, đợt bùng phát dịch này do một số yếu tố, trong đó có sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Omicron dễ lây lan hơn, thời gian ủ bệnh ngắn, gây triệu chứng nhẹ, khiến cho việc truy vết trở nên khó khăn hơn.